Cuộc sống mình có những lúc mình không nói trước được chị ạ. Có những lúc á mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi, mình cứ lao vào mình yêu thôi, nhưng mà thật sự nó không đúng, tự làm tổn thương bản thân mình. Rồi cũng có những lúc á mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi, nhưng mà lại cũng không phải như thế. Người ta lại là người đến rồi cho mình một tia sáng, một tia hy vọng, rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình. Em tên là Ngô Hoàng Long, em năm nay 28 tuổi, quê quán tại Hà Nội. Hiện tại thì em đang ở Sài Gòn được 4 năm rồi. Công việc của em hiện tại thì đang là quản lý một trung tâm Anh ngữ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em Chào tên là bạn. Nguyễn Hoàng Sang, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang có hai cửa hàng thời trang tại tỉnh Bình Phước, và em đang làm việc và kinh doanh tại đó. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em á thì tính của em thì cũng rất là dễ gần, tại vì công việc của em kinh doanh đó chị, nên nhiều khi á mình cũng phải nhẹ nhàng với khách hàng. Ủa mà sao vậy mà em vẫn chưa có bạn trai? Trong cuộc sống mình có những lúc mình không nói trước được chị ạ. Có những lúc á mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi, mình cứ lao vào mình yêu thôi, nhưng mà thật sự nó không đúng, tự làm tổn thương bản thân mình. Rồi cũng có những lúc á mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi, nhưng mà lại cũng không phải như thế. Người ta lại là người đến rồi cho mình một tia sáng, một tia hy vọng, rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi. Ai mà ác dữ vậy Trời ơi, cái gì mới 24 tuổi mà nói về tình yêu sao mà nó... trời. 24. Ai mà đem hy vọng tới người ta thì dập tắt hy vọng của người ta. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình chính thức thôi. Còn không chính thức thì nhiều lắm hả? Dạ không có. Thì em thì có, cũng là chỉ là làm quen tìm hiểu thôi, chứ không có dẫn đến tình yêu. Thôi Đúng bỏ rồi, qua cái chuyện hơi bỏ mấy cũ đi chuyện nha, cũ bây giờ biết đi. tiền trường Trời mới ơi, nha. bây giờ bạn gái nè, muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một bạn nam, ví dụ như là làm công việc kinh doanh, còn nếu không kinh doanh ấy, thì công việc tương đối ổn định. Cái ngoại hình bên ngoài thì phải đậm đà một chút, đừng có mỏng manh quá. Đậm đà là sao em? Trời đây quá đậm luôn. Đậm là da màu đậm á hả? Không phải chị, đó là nhìn cứng cỏi chút quá chị. Chắc Dạ, chắn chắc đúng chắn, không? dạ đúng rồi. Đây hơi bị Rồi, ngon à. lát lát chị qua chị kiểm tra cho. Rồi sao nữa, có cao lớn à? Tầm 1m68 trở lên là được rồi, Rồi, mét đủ bảy tiêu thì chuẩn. càng tốt. Đủ luôn. Đủ không em? Dễ ẹt. Còn gì nữa không? Gì khó hơn đi. Cái gì nữa không? Tôi yêu cầu khó hơn đó. Dạ, tính tình thì phải trầm tĩnh một chút xíu. Bên đây lúc trầm, lúc không trầm. Rồi, còn yêu cầu gì nữa không? Nãy giờ yêu cầu bên đây có đủ hết rồi đó. Có cái điều gì bạn tối kỵ, bạn không thích ở người đàn ông không? Tại vì công việc của em là kinh doanh đó chị, nên nhiều khi á về cái rủ thời trang của em nó cũng phải đa dạng, và em cũng bán hàng online nữa, nên rất là nhiều mẫu mã, ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi. À, chụp Nên để đăng lên trên Facebook để bán phải không? dạ đúng rồi, nên về rủ ăn mặc á thì em cũng mong muốn á, nếu mà bạn trai của em thì cũng phải hợp rơ với em vấn đề đó. Tháng một chút. Dạ, nhưng mà em sẽ biết cách điều chỉnh, ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào em sẽ ăn mặc phù hợp với nó. Rồi bạn bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa. Để coi có biết ăn mặc Nói không lớn nha. lớn không? Trời ơi. Ồ, được. Được. Chuyện nhỏ. Style dữ nha, cặp này xứng đôi nè. Nhưng mà điều nhiều khi đàn ông ích kỷ lắm. Mình á ăn mặc đẹp thì được, nhưng mà bạn gái mình mà diện quá thì lại thấy khó chịu. Ra quan điểm của em thì bạn gái đẹp thì càng tốt. Nhưng mà cổ hơi hở hở chút được không? Em thấy cũng không sao đâu chị. Trời, mà để nó nghe nè, nãy giờ có nói xạo với anh Linh không cái vậy, chứ sao mà vậy mà không không có mà bạn gái mà lên nhờ chương trình? Dạ vâng, thì tại vì tính em hơi trẻ con, nhưng mà trong tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá, nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình thôi. Vậy em muốn tìm người sao mà em nói khó? Dạ thì trong tình yêu thì mình phải cùng sở thích với là hợp tính cách. Ví dụ như là em rất là thích đi xem phim và em rất là thích ăn uống, nên là nếu mà như mà hợp về cái đấy thì là tốt nhất. Sao quý chuyện nó dễ, tưởng yêu cầu gì thích Không, xem phim với ăn uống, ai cũng thích. tại vì nhiều khi có bạn nữ thì ví dụ như là giữ dáng quá hay là sao thì mình lại lười ăn. Rồi dài cũng bóng nữa, áo cũng bóng nữa. Trời, người ta Ngon thì ý tôi nói ngon ngon mà. mà. Rồi có tật Trời xấu gì ơi. không? Tật xấu của em là hơi lười. Lười gì? Với cả lười như ví dụ dọn nhà. Dạ, còn hay quên nữa. Nếu như được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì chắc khoảng 1-2 năm nữa. Rồi, nhưng bây giờ mình cứ phải chuẩn bị dần dần là vừa. Tới đó là chỉ rước cô dâu về thôi. Dạ. Ha, rồi để tôi gả cho. Trời ơi.
Bữa qua coi đàn gái con sao chứ. Trời ơi, xứng đôi vừa lứa là được rồi. Chứ giờ anh muốn sao anh qua anh coi. Chúng ta đàn gái coi sao. Khi dễ nhà gái đâu được. Cú rà. Trời ơi. Trời ơi. Dễ thương. Anh đi giật mẹ. Trời ơi. Giống mặt xinh xinh giống Phạm Băng Băng quá nha. Dễ thương quá. Bạn có muốn hình tượng người yêu của bạn giống ai không? Trong nhà em thì em có một anh trai và hai anh rể. Và em hình tượng ba mẫu người đàn ông trong gia đình của em. Rồi tới ba người gặp lại ai với rể đâu liên quan gì đâu trời. Ba. Tại vì không phải ba nữa. Là tại vì các anh trong nhà em ai cũng là sói cá đó. Rất là thương vợ con, ngoài công việc ra thì rất là chăm bẩm cho gia đình. Ở đây có những người nào thần tượng em ngồi đây không? Dạ có anh em. Rồi để chút coi thử coi sói ca là giống sói ca trên đây không nha. Bên đây không sói ca là cái ca cũng được. Giờ gặp sói ca em trước nha. Dạ. Ồ, sói ca. Anh ruột hả em? Dạ, anh rể của em. Anh rể. Dạ. Kế bên là chị ruột đó hả? Dạ không, kế bên là hai bạn thân của em. Rồi, chào anh. Anh thấy em trai bệnh như thế nào? Dạ, được ạ. Muốn làm anh em cục chèo á. Dạ, nhìn men với nhìn cũng đẹp trai rồi nhìn nói chung nhìn cũng hợp á. Rồi, hai bạn kế bên. Thì ý kiến của mình đó là chỉ có một cái thắc mắc đó là về khoảng cách đó của Giang với lại anh á. Có vẻ hơi xa thì không biết là anh có cái dự định như thế nào để mà mình hẹn hò. Anh cũng hơi bất ngờ tại vì mình cũng hơi khoảng cách hơi xa nhau. Nên là nếu mà được thì quen nhau thì tốt nhất là một tháng mình gặp nhau một lần thì cũng ok. Tại vì cái công việc của anh thì đi làm thì anh cũng làm từ sáng đến tối. Nên là cái khoảng thời gian nghỉ của anh thì cũng không nhiều. Tại vì một tuần thì anh có thể nghỉ chỉ được một ngày là nhiều thôi. Cái việc mà mình quen nhau như vậy mà một tháng mình chỉ gặp nhau khoảng 1-2 ngày như vậy thì cái mức độ tình cảm của mình nó không có được thăng tiến nhiều. Nên là tại vì bây em giờ nghĩ cái vấn đề công nghệ nó phát triển rồi mà em. Nếu mà mình không gặp nhau thì mình có thể FaceTime mà. Được không? Sang hay sao? Dạ, tại vì khoảng cách đó thì em có thể giúp anh hỗ trợ được. Tại vì một tháng em có thể em lên lấy hàng 4 lần. Ồ. Tôi sẽ đứng về phía nhà gái. Bạn nào có đi ai không? Dạ, em đi với mẹ em và chị họ em. Ồ, có mẹ nữa hả? Có chị họ nữa. Rồi, cho gặp mẹ. Dạ, chào cô. Chào Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ạ cô? Theo sự nhìn nhận bên ngoài của tôi thì tôi thấy cô ấy rất là dễ thương. Còn về vấn đề tình cảm của hai bạn thì đấy là tùy đó ạ. Rồi. Dạ, tùy hai đứa ha. Em có thể chào hỏi bác vài câu. Dạ, lần đầu tiên thì con cũng gửi lời đến sức khỏe đến cô và gia đình. Đó là nhận xét của cô thì cô đã khen con dễ thương. Rất là cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Rồi, chúng ta sẽ có cơ hội 2 phút thôi. Trò chuyện thật nhanh, cố gắng thuyết phục. Bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Trước tiên thì anh có một món quà tặng cho em. Hy vọng là khi mà nhìn thấy con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Sau cái cuộc trò chuyện và trao đổi nãy giờ, anh có cảm nhận gì về em không? Anh cảm nhận thì anh thấy em đúng là rất là dễ thương và em rất là giỏi. Dạ, anh ạ. Cảm ơn anh. Tại vì với 24 tuổi mà em có hai cái cửa hàng như vậy rất là giỏi rồi. Anh cũng chúc em là sẽ có thêm cửa hàng thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu mà em nói là một tháng mình lên được, em lên Sài Gòn được 4 ngày á, thì không biết là những cái ngày đấy thì mình gặp nhau thì vào buổi tối được không? Tại vì anh ban ngày anh đi làm á, còn nếu mà em vào được những cái ngày mà anh nghỉ được thì anh mới có thể gặp em được vào ban ngày á. Thì không biết cái đấy thì mình có cảm thấy là khó khăn hay không? Dạ, về thời gian thì buổi tối thì cũng được chứ không có gì hết. Tại có những lúc thì em đi lấy hàng về hơi bị muộn, khoảng 7-8 giờ vậy nó mới xong. Nên chỉ sợ hơi muộn một tí thôi. Nhưng mà em với em chỉ cần mình có gặp là được. Anh hỏi em về một chút về sở thích, không biết là mình có thích cái chỗ nào mà sôi nổi không? Những cuộc hẹn hò đối với em thì cũng đơn giản thôi. Em chỉ thích những quán ngoài đường thôi. Dạ, nó rất là thoải mái mà mình được sống với mình đó. Mỗi người sẽ có một câu gì đó thật là tình cảm nào. Khi gặp anh rồi thì em cũng thấy rất là có sự gì đó gọi là dễ gần gũi với nhau. Anh thì trước khi mà anh gặp em thì anh cũng hơi hơi băn khoăn. Tại vì anh thì cũng có thể là quan trọng bạn gái có gu ăn mặc một chút xíu mà lại gặp đúng em là người thích thời trang. Và nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng
Cảm thấy rất là hợp. Với em thì cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng. Rồi, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ biết được cái nhìn đầu tiên có thích hay không. Rồi, đây, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Trò chuyện ít phút cũng cũng có được những cái cảm nhận của riêng mình rồi nha. Và bây giờ giống như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ, bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là chúng ta quyết định đến với tình yêu. Không bấm, không vấn đề gì cả. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. Là sao nhỉ? Tại sao em không bấm? Cái chuyện yêu xa thì với em thì nó cũng tác động rất là nhiều. Tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó. Em với em thì vậy thôi. Chứ còn nếu em xin lỗi em, tại vì em rất là dễ thương. Nếu như mà ở trong một hoàn cảnh khác thì chắc là... Cô ấy có nói là cô ấy sẽ lên đây một tháng 4 lần được mà. Dạ không, tại vì cái khoảng cách thì một tháng 4 lần gặp nhau thì cũng... Em nói thật là cũng hơi ít. À. Nhưng mà em thấy lúc nãy anh nói là không quan trọng, anh có thể cố gắng mà. Thay vì lúc đó anh đừng nói vậy. Sorry anh nhiều. Tôi nghĩ rằng bạn trai đã bỏ ra qua một cơ hội rất lớn. Bạn gái rất là dễ thương, giỏi giang và hiểu được tâm lý của người đối diện luôn. Nhưng sao đó là quyền quyết định các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho một đối tượng nào đó thích hợp hơn. Chúc hai bạn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chị Cát Tường. Đây, gửi tặng quần không rách. Có rách một chỗ mà không thấy. Ốc tai cũng gọn gàng. Thầy giáo có vẻ sạch sẽ, không mập. Đặc, nhưng đặc chuẩn. Hơi ốm. Ốm mà có yếu không? Dạ, chưa, đó là chưa yếu. Mời bạn nữ. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả ngày hôm nay. Em tên là Trúc Phương. Em năm nay 27 tuổi. Dạ, quê quán em ở Long An ạ. Em làm cho một công ty sản xuất đồ thể thao Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các chị khán giả. Chào bạn cùng chơi. Em tên là Lê Minh Hiếu. Em là giáo viên. Viên em đang làm ở Bình Dương, còn hiện giờ đang học cao học ở Sài Gòn. Và nhà em hiện đang ở Đồng Nai và quê quán ở Tiền Giang. Tức là bạn ở hai ba nơi vậy đó hả? Em dạy cấp mấy? Dạ, em dạy trung cấp với chị. À, dạy trung cấp hả? Có nhiều cô giáo xinh đẹp. Nhưng mà các cô đó là có hoa là có chủ hết rồi hả? Không lẽ mình xung quanh không có cô nào mà chưa có chủ hả? Dạ không, ở đó là em là thuộc dạng là nhỏ nhất. Trường mỹ thuật văn hóa nên các thầy cô đó là thường lớn tuổi hết rồi. Bạn dạy chuyên môn về gì? Dạ em chuyên môn về lịch sử văn hóa. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, siêng năng chịu khó, hơi lúa chút xíu. Còn điểm yếu của em là em hay mắc cỡ, hơi bị tính dị đoan. Hả? Có đi coi tuổi coi thầy gì không? Dạ có chị. Vậy là em hợp với tuổi gì? Em hợp với tuổi tuổi Dần. Ủa bạn trai bên kia tuổi gì? Dạ em tuổi Thìn chị ơi. Thìn. Được không? Em nghĩ chắc cũng được. Được. Mê tính dị đoan mà chưa hỏi thầy bói mà dám nói được. Rồi giờ yêu nhau xong rồi về dắt đi coi thầy, thầy nói không được rồi tính sao? Em nghĩ là quan trọng là do bản thân mình thôi. Vậy thì bỏ đi coi đi, vì mê tính gì đoan chi. Bạn có về điểm mạnh, điểm yếu nào? Dạ, về điểm mạnh thì em có thể nấu ăn được, biết quan tâm người khác. Thì đôi khi cũng có thể làm quân sư bất đắc dĩ cho các bạn được. Điểm yếu? Công việc thì em có thể quyết đoán được, nhưng mà trong tình cảm nhiều khi còn hơi do dự quá. Do dự là sao em? Sợ không biết mình làm vậy người ta sẽ có ảnh hưởng gì không, thì người ta sẽ cảm thấy thế nào. Bây giờ bạn nữ, bạn tìm người yêu cho mình với một hình dáng như thế nào, bạn tả cho tôi biết được không? Em có một số yêu cầu với bạn nam là chiều cao đầu tiên là phải trên 1m65. Tính tình thì cũng vui vẻ, giản dị, nghề nghiệp thì ổn định, với cầu tiến trong công việc với cuộc sống, không quá gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không chị ơi. Cô đề ra như vậy bạn có thấy đáp ứng được không? Dưới mức em tưởng tượng. À cô đề thấp quá. Mình cao hơn đúng không? À
Tôi đây có ưu điểm nhiều lắm, em có gì khó hơn không? Tự tin, em không thích cái gì ở người bạn trai? Không có chung thủy, hay nổ quá chị, hay khoa trương khuếch đại. Bên kia thấy có hơi nổ nổ rồi đó. Không có đâu, chưa có nổ gì hết. Em hay nói xấu bên đây không à? Gì nữa em, về ngoại hình có cái gì không thích không? Đừng có mập quá chị. Với lại đây hơi mập á. Sạch sẽ là được. Dạ. Sạch sẽ, giản dị là được. Thầy giáo phải sạch sẽ rồi, giản dị có luôn. Ừ. Còn gì khó hơn không? Dạ đừng có xến xuống màu mè quá. Dạ. Bạn nam bây giờ, thời trẻ bây giờ hay mặc kiểu như quần jean rách hay là mấy cái kiểu đội nón hip hop gì, em không thích kiểu màu mè giống như con gái như vậy. Có đâu có màu mè, nó rách rưới thôi chứ đâu có màu mè. Dạ. Quần không rách. Có rách một chỗ mà không thấy. Tóc tai cũng gọn gàng. Thầy giáo có vẻ sạch sẽ, không mập. Đặc chuẩn. Hơi ốm. Ốm mà có yếu không? Dạ chưa, đó là chưa yếu nè. Sao cái giọng nói ngộ ngộ vậy? Thì khu em là khu tái định cư á. Xung quanh có rất nhiều người các vùng miền khác nhau. Không không, cái giọng á, cái không phải là nói giọng vùng miền, mà ý là cái chất giọng nói giống như là muốn đứt hơi vậy. Thì đó, anh nói anh ở khu tái định cư thì cái giọng cũng tái định cư. Ồ vậy luôn hả? Lúc có lúc không. À, mình có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình cần muốn tìm mà cái mẫu người bạn gái em cần tìm á. Thứ nhất là sạch sẽ, biết nấu ăn. Mà em nấu ăn giỏi rồi, cần bạn gái nấu ăn chi nữa thì nấu bạn gái ăn được rồi. Hai người cùng làm ấy, nó sẽ có tình cảm gắn kết với nhau. Hỏi cho vui thôi chứ bên đây ưu điểm là nấu ăn. Dạ. Rồi. Có điều gì không thích ở người phụ nữ nữa không? Nói nhiều. Ghen dữ quá. Tại nhiều khi các bạn ghen, các bạn cứ tưởng tượng là thêm thôi. Em có sợ cái sở trường gì không? Em có thể biết lách được chút đỉnh. Làm thơ đi, làm thử mấy câu thơ tặng bạn gái. Thôi bây giờ nè, để thầy giáo nghiên cứu một hồi đi. Suy nghĩ làm thơ chút qua đọc trước mặt cô gái ấy để gây ấn tượng ha. Dạ. Cho thầy thiếu cái đó. Chắc xỉu luôn á chứ đọc gì nổi. Đó. Vậy chứ khỏe lắm, đừng có làm khó thầy giáo tôi nữa mà. Chào em gái. Thầy giáo bên đây đúng là như em nói, rất là thiệt tình, giản dị ha, không có nổ đâu chị Tường, chỉ nói vậy thôi chứ. Nãy giờ anh nổ không chứ thầy giáo nào nổ chứ. Anh ở Long An á. Ý anh ở Bình Dương, Bình Dương, Đồng Nai, nói chung ở tùm lum hết trơn. Chưa có ổn định lắm. Em có lo lắng gì điều đó không? Cũng hơi lo, tại vì hiện tại công việc của em là ở thành phố. Em cũng không có muốn chuyển sang Bình Dương hay là Đồng Nai. Tức là ổn định thành phố rồi đúng không? Dạ. Nếu mà có hợp với nhau thì ở thành phố này lập nghiệp luôn. Dạ. Rồi, để anh hỏi anh ấy thôi nha. Nếu như mà giờ hai người lấy nhau rồi, em có đồng ý ở thành phố luôn không? Dạ thì đó cũng là mong muốn của em anh. Thầy còn thập nghiệp luôn. Mình có kế hoạch nào cho tương lai? Nếu như lấy vợ có con? Đang cố gắng chuẩn bị điều kiện phấn đấu để trở thành giảng viên của trường đại học. Thì khoảng bao lâu thì em sẽ trở thành giáo viên đại học? Nếu mà thuận lợi khoảng 3 năm nữa. 3 năm nữa. Hồi nãy giờ em nghe cái giọng nói của anh, em hình dung ảnh là người như thế nào? Em nghĩ thì anh chắc cũng cao ráo. Cao ráo. Chắc hơi mập chút xíu. Hơi mập. Dạ. Nghĩ là vậy, em nghĩ là vậy. Chắc vậy đó. Hơi mập. Rồi. Bây giờ mình hỏi người thân coi ý kiến người thân tư vấn sao đây. Em gái đi với ai? Em đi với ai không? Dạ em có đi với hai chị bạn thân. Rồi bạn em ngồi ở đâu nè? Bạn thân đâu? Đâu. Thân ai nấy lo hay sao? Đâu mất tiêu hết trơn rồi. Chắc tại hai chị có việc bận. Đi rồi hả? Đó, vậy là thân ai nấy lo đó. Rồi, thân ai nấy lo. Giới thiệu bạn thân mà thân nó đi lo rồi. Thì bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em cũng đi với hai người bạn thân. Thân luôn, đâu? Dạ. Đây thân thiệt quá. Chào anh Cơ Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Hiếu là một người rất là nhiệt tình, chăm chỉ và chịu khó, thật thà. Còn khuyết điểm của Hiếu là nhiều khi nhiệt tình, nhiều khi nó xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn. Những cái tiêu chuẩn của bạn nữ thì thấy là Hiếu đáp ứng được khoảng 80%. Ngon lành rồi. Rồi, vậy là được rồi, 80% cũng được rồi. Ngon lành quá. Bây giờ kéo màn lên, thầy giáo nhớ nha, làm một bài thơ nào gây ấn tượng với cô gái đó nha. Cố gắng giữ cuộc hơi ổn định nha. Kéo màn. Suy nghĩ một bài thơ nào. Mập dễ sợ. Dạ chào anh. Thì lần đầu gặp mặt dạ. Có duyên thì anh có món quà nhỏ. Dạ cảm ơn anh. Dạ thì anh dạy trung cấp nhưng mà anh dạy môn gì ạ? Anh dạy bên lịch sử. À lịch sử. Lúc anh về trường chủ yếu làm công tác quản lý thôi. Anh có tính chuyển công tác lên thành phố hay là anh muốn gắn bó lâu dài với ngôi trường anh đang dạy ạ? À? Mục tiêu của anh là một trường đại học nào đó ở thành phố này. Làm bạn thơ đâu, cảm làm nhận thơ bạn gái thế đó. Nào? Em thấy bạn cũng dễ thương. À, cảm ơn anh. Rồi có vẻ là bạn có hướng nội nhiều hơn. Dạ tính cách của em thì hơi hướng nội.
nên là em gặp người làm hay mắc cỡ chút xíu. Gặp anh nãy giờ có mắc cỡ không? Chắc em cũng không biết nữa. Thì anh hỏi thì em cứ nói thôi ạ. Anh là tặng em, tặng anh Dương Linh, chị Cát Tường và mọi người đây một đoạn thơ ngắn thôi. Dạ cảm ơn anh. Có gã si tình lúc xuân sang, mơ bóng người thương dệt mộng vàng, ghép mảnh hương yêu màu ngọc bích của gió trở về từ bốn phương. Bài thơ ngắn. Gái hát là tặng anh ấy cho anh biết rồi. Vậy em cũng xin hát tặng anh một với khán giả một bài. Anh xa nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì ngoài câu em ở đây nhớ anh với đây. À dạ. À, dễ thương quá. Đây là một người anh thấy rằng có một cái khát vọng trong tương lai là muốn hướng đến một giảng viên đại học. Đó là một cái điều tốt. Rồi như vậy thì như hồi nãy anh nói là anh không muốn bạn gái ghen nhiều quá, vậy em có thuộc trường hợp đó không? Thì em là tiếp người không có thích ghen. Em thích sự thủy chung, ví dụ như mình thẳng thắn với nhau, mình có điều gì khúc mắc thì nói với nhau, nếu mà không quen thì mình nên nói thẳng và mình chia tay, chứ để tránh trường hợp mà những cái không hay về sau. Nên em rất là thẳng thắn bộc trực, em không thích nói dối, không thích đôi co. Nói chung là em không phải tiếp người ghen. Bây giờ mình tính toán cái chuyện hẹn hò như thế nào đi. Em tại ở trọ thành phố để học luôn. Em dùng toàn bộ thời gian ở thành phố hết, nên mà việc hẹn hò thì lo là bạn nữ không rảnh thôi. Không lo học đi ông. Bữa nay á thì anh với em rồi chương trình được nhờ chương trình là may mối sắp xếp thì gặp nữa ở đây là cái duyên rồi. Hãy anh với em hãy cùng cho nhau một cơ hội để có thể biến tình cái duyên này thêm tình thêm nghĩa nữa thì nó sẽ quá đẹp quá tốt hơn. Để tay nút bấm đi thầy giáo. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ tại vì em thấy anh cũng lo học quá, em muốn ảnh tập trung cái công việc học nhiều hơn. Biết đâu sau 3 năm cô gái ấy tự đi tìm nút để bấm với bạn thì sao? Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Nguyên Linh, chào bên nhà trai. Con tên là Văn Dương Cẩm Duyên, hiện tại con 27 tuổi, đang là giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng. Giỏi dữ vậy đó hả? Rồi bên đó nghe cái thông số vậy đủ chưa, có muốn hỏi gì nữa không Linh? Đủ rồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con xin phép chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào Cưng. Chào quý vị khán giả và chào bạn nữ cùng chơi. Dạ, em tên là Bùi Trung Hiếu, 32 tuổi, làm nhân viên kinh doanh hàng hóa, hàng hải anh. Làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở quận 7. Em ở quận mấy? Em ở Long An anh, em đi về về. Quận An là đoạn nào? Dạ, em ở Cần Duộc, quốc lộ 50 anh. Không có xa. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Hiếu? Dạ, điểm mạnh của em thì em không hút thuốc nè, em biết lắng nghe, hòa đồng và vui vẻ. Còn điểm yếu của em thì em rất thẳng thắn trong công việc, có khi thẳng thắn quá thì mọi người cũng không thích lắm. Nhưng mà nếu mà ai hiểu thì ta cho qua, ta cũng hòa đồng với em. Em có cái nhược điểm cái là năm lúc mà em 25 tuổi thì em chở bạn đi chơi thì em bị tai nạn giao thông. Thì em bị gãy chân em bị mổ, phải lắp inox trong đó, thì tạm thời em chưa có mổ ra thì chân nó không được ngay cho lắm. Khoảng một vài năm tao mới lấy cái đó ra. Dạ đúng rồi. Thế mình giới thiệu về bản thân mình đi Cưng ơi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, hoạt bát, biết nấu ăn, tính tình thì dễ gần. Dạ, còn điểm yếu thì là cũng thẳng tính với bạn nam bên kia. Vậy hả? Dạ, có thẳng tính giống chú Huyền Linh nói không? Dạ không. Thẳng tính trong sự tế nhị đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Em nghe cái vụ mà bạn tâm sự bạn tai nạn giao thông vậy em có thấy thương không? Dạ thì nói chung là cũng đồng cảnh ngộ. Tại vì năm lớp 10 thì con cũng bị tai nạn và có gãy chân. Ồ vậy đó hả? Dạ. Con gãy chân nào? Dạ chân trái. Rồi có bị gì ống inox gì dạ, không? Dạ có. Con nhưng mà cũng... chắc con lấy ra rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bên đây bị chân nào? Dạ em chân phải. Bên kia chân nào? Dạ chân trái. Rồi, đứa trai chân... đứa phải.
Nói chung là trong cuộc đời thế nào ai cũng bị một cái lần đó xui. Nhưng mà bị một lần rồi thôi khỏi có xui nữa luôn đó. Dạ. Từ đây tới sau là hên không á nha. Bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có, lúc trước em có 3 mối tình. Lúc trước á hả? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Dạ quen được, mối ngắn nhất là quen được 5 tháng anh. Mối dài nhất là quen bao lâu? Dạ mối dài nhất là quen được gần 3 năm. 3 năm dài vậy sao chia tay? Dạ tại lúc đó thì lúc đó mối tình đó là mối tình đầu luôn. Lúc đó em nói chung là quen một bạn nhỏ hơn em 3 tuổi. Em nói chung là lúc đó em còn đang học sinh viên. À lúc sinh viên. Dạ. Còn cái mối tình mới đây là sau 5 tháng đó hả? Dạ mối tình mới đây là khi mà em quen chung một bạn đồng nghiệp. Dạ. Đừng quen được bạn đồng nghiệp. Dạ. Gái cơ quan, bạn đồng nghiệp này kia quen nhau hiểu nhau hết, khó quen nhau lâu lắm. Còn bên đây mình sao? Mình có mấy mối tình rồi bé? Dạ, con thì có 3 mối tình. Trời, nhưng mà sao giống bên đây vậy? Bên đây bị chân phải, bên kia bị chân trái, bên đây 3 mối tình, bên kia 3 mối tình luôn. Nó có một cái sự tương thích á. Sao nào? Mối tình ngắn nhất của con thì tầm 6 tháng. Thì ngắn nhất bên đi thì ngắn nhất được 5 tháng hay nhiêu đó. Đúng không? Dạ đúng rồi. Dài nhất là nhiêu nè? Gần 4 năm. Gần 4 năm cũng trên 3 năm chút đỉnh. Yeah. Giống giống vậy ha. Quá trời tương thích rồi. Lý do gì chia tay cái mối tình mà 4 năm đó? Dạ thì tại vì người ta không có thật lòng với mình á. Thì quen con thì kêu có thương con nhưng mà nói chung là bị cấm sừng á. Người ta quen một lúc nhiều người á. Vậy đó hả? Dạ nên là con thấy không ổn nên là con không quen nữa. Là dạ. Mối tình thời học sinh hay là mới đây? Dạ mới đây cách đây còn tầm hơn năm. Dạ. Là cái mối tình đó đó phải không? Dạ. Vậy giờ con mong ước là cái người yêu của con phải như thế nào? Thứ nhất là chung thủy. Rõ ràng trong những cái mối quan hệ là phải ví dụ như khi mà quen nhau rồi á thì bạn bè hoặc là gia đình hai bên đều biết chứ không phải giấu giếm. Dạ. Tại vì hồi xưa thì con bị kiểu như giấu là quen giếm, dạ đúng rồi, giấu giếm. Nên là con muốn rõ ràng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cứ có gì thì cứ nói thẳng với nhau, không thương không quen nữa thì cứ nói thẳng, không việc gì phải lén lén đi quen người khác nữa. Dạ. Rồi bây giờ còn cái ngoại hình thì sao? Con mong muốn như thế nào? Dạ ngoại hình thì khoảng 1m7 trở lên. Ngon. Thấy cái này chắc cũng hơn. 8 tám mấy á. Có gu ăn mặc. Có gu luôn. Mặc đồ caro không? Semi caro đồ. Có gu chút chậm mới biết có đúng gu hay không. Biết nấu ăn. Biết nấu ăn hay không? Dạ biết gì. Biết nấu mấy món miền Tây thôi. Đó, biết nấu mấy món miền Tây. Miền Tây ai cũng biết nấu ăn hết, vấn đề ngon hay không thôi. Với lại là biết, nói chung là hiểu chuyện. Dạ. Ok. Em nghe vậy em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Dạ như là 90 á. 90 phần ngon rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ Hiếu muốn người yêu lý tưởng thế nào, mong muốn thế nào nói cho cô Hồng Dân biết. Em muốn bạn nữ của em thì cũng là chung thủy, cũng giống như mà cái tính cách của bạn nữ vậy. Chung thủy và vui vẻ hòa đồng, với hiếu hạnh. Hiếu hạnh. Dạ. Có gu ăn mặc không? Dạ thì giờ ta đòi mình gu ăn mặc, giờ mình có đòi ngược lại không? Dạ nói chung là mình em không có đòi, cũng như là vừa hiện đại vừa truyền thống gì đều được với em. Dạ. Rồi, sao cũng được ha. Ngoại hình thì sao nè? Dạ ngoại hình thì bạn nữ cao tầm 1m55 trở lên là được rồi. Dạ ưa nhìn được rồi. Dạ nữ giờ cao lắm, 50 thì cũng 1m52 là thấp không? Dạ. Mang dép vô dư năm, mang giày dư 52. Đàn trai chịu đàn gái rồi nha. Thấy là thấy chịu rồi đó. Xinh quá à. Dạ con cảm ơn chú. Bây giờ là con thích điều gì đàn ông? Vừa hiện đại vừa truyền thống là thấy chưa. Ghét điều gì đàn ông nhất là nói đi. Dạ thứ nhất là lăng nhăng, thứ hai là mông lép. Mông lép hả? Lăng nhăng kiểm, ông kiểm giùm tôi đi thì mông, ông kiểm giùm tôi đi. Nhưng mông lép làm gì không thích? Ủa cái chuyện nó gu của người ta, mắc cười quá à. Sao cứ đi hỏi sao con chuyện thích đó? Mông lép nói chú nghe coi. Thì tại vì con không thích. Chỉ biết là con không thích đâu, nói nào ngay là phải có người ta thích nhìn mông lép mà bị gì mà không thích ta.
Rồi đứng coi xíu coi. Chắc lép thiệt anh. Phòng nó cũng bự lắm mà. Không được, kiểm tra được rồi đó. Full hả? Full. Full HD, ok. Người yêu lý tưởng thế nào? Dạ, thì nãy con nói rồi thì người yêu con phải chung thủy, vui chung vẻ thủy. Dạ. Còn con cái vụ kia, con có yêu cầu, con có ghét, có thích gì không? Dạ không, con không có đòi hỏi gì nhiều quá. Con có thích mông lép hay mông bự? Dạ không. Không, hình nói chung là ngoại hình cân đối là được rồi. Dạ. Cân đối được rồi. Mông lép thì mốt mình bơm cho nó bự. Đúng lắm. Rồi. Dạ. Gì đâu lo. Em đi với ai vậy? Dạ đi với cha với em gái. À. Hồng Vân chào. Dạ. Em Quỳ Linh. Xin chào gia đình bên bạn gái. À, chào nhà trai. Cháu gái. Dạ. Phải nói là hai bên thì thấy nó cũng có cái những cái hợp, cái trùng, nó trùng ý nha, nó tương thích luôn á. Dạ. Rất là tương thích. Đó. Nói chung là ý hai đứa thì nó cũng được, cũng hòa đồng, cũng vui vẻ. Là bản thân thì cũng thấy là thấy bên đây biết nấu ăn là bên kia cũng biết nấu ăn nữa, mà nấu mì gói. À, giả dối hả? Giả dối hả? Đâu có. Mì gói là món ăn của đại đất nước mình chứ không phải là miền Tây nghe. Ủa, ai nấu mì gói cũng được mà. Mì gói luộc nó muốn này cái nọ thì cũng được. Thì nhân cái dịp hôm nay thì nói chung là theo bản thân tôi thì tôi cũng rất là mong là hai đứa cho một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì bước tới. Chứ tôi thì cũng lớn rồi, con nó cũng lớn rồi, bây giờ mong cháu. Dạ. À, được. Mà anh thấy cô gái bên đây sao ạ? Tốt, quá tốt chứ có gì đâu. Xinh xắn ha anh ha. Sợ vượt trội hơn con tôi nữa tôi không dám nói. Mình đi với ai con? Dạ con đi với ba mẹ. Ồ, có ba mẹ luôn. Dạ, chào ba mẹ. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Chào MC Quyền Linh. À, xin chào ạ. Dạ. Xin giới thiệu là tôi là mẹ của Bé Duyên. Dạ. 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 Xin chào họ đàn trai. Chào khán giả trường quay. Dạ. Rung. Dạ thì nói chung đến đây thì thấy cháu trai cũng được, cho nên là chọn hay không là tùy con gái đó là quyết định và sau này tìm hiểu, nhưng mà bây giờ là cũng cho nhau một cơ hội. Dạ. Dạ chỉ có vậy. Dạ. Coi như cái đó là thánh chỉ của mẹ với con. Dạ. Đúng không? Con cứ cho nhau cơ hội rồi, sau này là cái chuyện tự tụi con tìm hiểu. Có ý kiến vài câu đi. Đúng rồi, ba cho miếng ý kiến đi ba. Ba hiền khô à. Thưa như Quyền Linh và Hồng Vân, cái chương trình này thì tôi hay coi. Dạ. Coi rất là nhiều. Thì nói chung là cháu trai này thì cũng được. Thì quan trọng nào là cái ngày này cũng như cái ngày hai đứa nó ra mắt, nó gặp mặt nhau. Thì còn tìm hiểu về cái quyết định về tương lai của hai cháu thì hai cháu hợp thì chúng ta cùng đi đến, mà thì cho nó cái hạnh phúc của hai cháu về sau này. Bây giờ mình mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. À, đứng lên mình nhận quà trao quà luôn nè. À, cho anh gửi em cái chậu xương rồng. À, cái cây xương rồng mà nói chung là anh rất thích. Tại vì cái lịch sử của nó là trong mọi cảnh khó khăn thì xương rồng nó cũng vượt lên, nó vượt qua mọi khó khăn. Thì tặng cho em có những lúc mà khó khăn thì chúc em sẽ vượt qua tốt. Dạ cảm ơn anh ạ. Em xin phép đẩy xuống. Đẩy xuống đi. À, thì em cái này anh mở đi. Em cái này là cravat. Dạ. Cục đồng với cái áo anh đang mặc luôn. Ôi hợp luôn á hả? Dạ. Đeo luôn con, đeo luôn cho anh đi. Thì cái này em quan trọng biết thắt hay không nên là em có thắt trước rồi. Em đi nhỏ tính toán trước. Okay. Hết rồi, nhỏ thắt trước luôn rồi. Nhưng mà cái này là em thắt nha. Nhưng mà không có nhờ đâu. Chăm sóc khách hàng VIP mà, bởi vậy bắt buộc phải biết thắt cà vạt. Đúng rồi. Khách hàng VIP phải giữ lắm mà. À, thắt luôn đi con. À, anh cảm nhận em rất là xinh. Cảm ơn anh. À, cho anh hỏi không biết là em có quan niệm về cái gia đình thế nào là gia đình hạnh phúc không? Quan niệm của em thì đơn giản lắm. Tại vì em chỉ cần là chồng đi làm, vợ đi làm,
hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền để xây dựng cái máy ấm của mình á, để sau này còn nuôi con nữa. Rồi ví dụ như vợ hôm nay bận không nấu cơm được thì chồng có thể về trước và nấu cơm cho vợ, hoặc là hai vợ chồng cùng nhau mỗi người một tay cho nó xong bữa cơm ấy, để cùng quay quần với nhau. Vậy đó, em đơn giản vậy thôi. Còn anh thì như thế nào? Anh thì nói chung là anh cũng tương đồng với em. Anh cái gia đình Phúc anh nói là chia sẻ giữa hai vợ chồng, thì giữa công việc và gia đình và con cái, thì hai vợ chồng cùng nhau cố gắng làm để xây dựng một mái ấm tốt. Có chuyện gì cũng chia sẻ lẫn nhau, nói thẳng thắn. Thì giữa anh sai và em sai thì mình nói thẳng ra để mình hiểu nhau hơn. Yeah. Thì mình sẽ càng ngày càng hiểu thì sẽ vun đắp được cái mái ấm mình nó hạnh phúc hơn. Yeah. Không biết là anh có thích con gái biết nhậu không? Nói chung á thì con anh thì quan điểm thì gái bạn nữ biết nhậu là đó anh thường thường, tại vì giao tiếp thì anh cũng đôi khi trong công việc anh thì anh rất là nhậu cũng hay nhiều. Không biết là em có ngại bạn trai mình đi công tác không? Công tác anh có hay công tác xa nhiều không? Cũng có thể là đi xa nhưng mà cũng không có nhiều lắm. Thường thường mỗi lần đi như vậy là đi bao lâu? Mỗi lần đi như vậy nói chung là tính chất công việc anh cũng không biết trước nữa, do là công việc nếu mà ở trên ban giám đốc đưa xuống, nếu mà làm tốt thì mình về, còn nếu chưa thì mấy tháng. Cái đó chuyện đó anh không biết, nhưng mà anh cũng biết là hồi đó anh đi khoảng một tuần lễ. Một tuần thôi hả? Thời gian dài nhất anh đi là bao lâu? Thời gian dài nhất anh đi là khoảng gần 2 tháng. Gần 2 tháng. Em có sợ con trai trưởng không? Tại sao phải sợ? Tại vì theo quan điểm anh, tại vì lúc anh quen cũng có mấy bạn nữ là chia sẻ con trai trưởng thì sợ rất là cực, gánh vác trách nhiệm gia đình rất là cực. Thì có khi nhiều người bạn nữ thì ta không thích lắm. Là anh trai trưởng hả? Đúng rồi, anh trai trưởng. Chú quái còn hỏi anh cầu tại sao phải sợ đó. Mới gì sợ. Tôi khoái nhất câu đó luôn. Ôi tôi sợ ông thiệt đó Linh. Ông thích mà cái sợ. Mặt ông giống như chuẩn bị đâm người ta vậy đó Linh. Thì ơi, hiện đại không có sợ điều gì cả hết á. Cứ hay là sợ rằng ông gia trưởng. Ủa mình gia trưởng hơn nó đi. Ê, con gái Bình Định là vậy đó con. Con trai trưởng. Con trai trưởng à? Chứ không phải là con trai gia trưởng. Con trai trưởng. Ủa, con trai trưởng hả? Dạ, con trai trưởng. Tưởng đâu sợ, nãy nghe tôi giật mình luôn gia á. Trưởng gì không, con trai trưởng không có sợ gì chứ, cái câu không đó. Nhưng mà cái câu đó hỏi cũng rất đúng trong trường hợp này, câu đó hay đó, tại vì con trai trưởng là quá trời trách nhiệm với gia đình. Không có gì với dòng họ đó. Tổ tiên bàn thờ ông bà rồi cha mẹ hiện đại em, bây giờ em Úc á, là rất là giỏi, ai làm được điều gì mình làm được điều đó, ai sợ điều gì mình không sợ điều đó, quan trọng là mình có quyết tâm để thay đổi hay không thôi. Mình là người có thể cải số cuộc sống của mình được, như thế mới là bản lĩnh. Ha, tôi nghĩ rằng gái Bình Định làm được điều đó đó con nha. Ông hay cứ đó. Mượn này xong ông khen vợ ông quá Linh. Tôi thấy ông Bình Định ông bị cá nhân á, Linh ông bị cá nhân á. Tiếp đi con, mình trò chuyện với nhau tiếp đi con. Để chú Quyền Linh nhắc mới nhớ là không biết anh có gia trưởng không. Không, anh thì không có gia trưởng lắm. Linh sợ con. Ủa, chú đang khen con thích chung, con làm chú thất vọng nha. Không sợ con. Không. Con nói, anh con trai trưởng, nhưng mà anh có gia trưởng không? Anh không có gia trưởng. Trai trưởng em không có sợ, nhưng mà em sợ gia trưởng. Là đừng sợ. Quan trọng mình gia trưởng hơn chồng mình. Hay quá, rồi đập lộn hay gì? Phật bự con lắm mà, không nổi đâu. Giờ con cứ hỏi thẳng đi, anh ơi có gia trưởng không? Nó hỏi, để anh trả lời. Tại vì con cũng không thích người gia trưởng. Dạ. Không, để anh nói chung là anh cũng có hiện đại lắm chứ mà không có gia trưởng lắm. Hey. Vậy là có gia trưởng sơ sơ phải không? Trong câu chuyện này á, tại là anh con trai trưởng mà nên cũng có thể có một chút gia trưởng chút xíu, nhưng mà do hoàn cảnh thôi, mình không phải là mình. Nhưng mà chú thấy cái đó chấp nhận con, chấp nhận cái đó là do là tính chất nghề nghiệp, tính chất ngôi thứ đó con. Bị là phải quyết định, con trai trưởng là phải quyết định mình rất nhiều thứ. Trong câu chuyện ngày hôm nay á, bạn Kim là tổ trưởng, bạn là tổ phó thôi nha. Tôi thấy vậy rồi đó. Tôi nói ông nghe là ông cứ đem cái chuyện nhà ông vô không mà tôi phải. Biết Thảo nó gia trưởng đúng không? Không. Thảo gia trưởng hơn chú Quyền Linh, cho nên là chú rất là tin tưởng là cho dù bạn này có gia trưởng con cũng không sợ. Tại vì Thảo đâu sợ chú Linh đâu. Nói chứ cái chuyện mà anh hơi gia trưởng á, cô nghĩ là ảnh là con trai trưởng bắt buộc anh phải có chút xíu. Cái gia trưởng đó là sự quyết đoán trong công việc, sự quyết đoán trong cái đường lối sách lược của gia đình. Đối nội, đối ngoại rồi
đối nội ngoại là hai bên gia đình đó nha. Đó, rồi đối nội đối ngoại trong công việc nữa đúng không? Dạ. Nhưng mà mức độ con là của em là bao nhiêu phần trăm, em phải nói cho bạn yên tâm đi chứ. Dạ thì chắc là 50-50. 50 là hơi nhiều đó ông nội ơi. Trời ơi, tôi tưởng ông chừng 20% mà chấp nhận. 50-50 là hơi bị nhiều đó. Dạ đúng rồi. Giảm xuống đi. Dạ. Tại vì cái tính nói của chứ em đàn ông khoái. Miền Tây không có gia trưởng đâu. Miền Tây không ai gia trưởng hết trơn á. Cưng là miền Trung mà đúng không? Dạ miền Tây à. Miền Tây hả? Ồ dạ. Vậy miền Tây thì không gia trưởng không? Địa lý mà nó cần vượt mà đưa ra miền Trung. Địa lý tôi giỏi nhất trường. Rồi, bây giờ nè, hai bạn nói chút xíu về về tương lai đi. Thí dụ bây giờ đó là mình tiến xa hơn, rồi mình ở đâu, rồi mình phát triển kinh tế thế nào, rồi con trai hay con gái, quan điểm về hôn về con cái đó, trao đổi với nhau hết cái đó đi. Em là lập nghiệp ở quận Nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là em công tác ở thành phố này lâu chưa? Em học ở đây xong rồi làm ở đây là từ năm 2012 tới giờ. Thì anh cũng vậy, anh nói chung là anh tốt nghiệp xong rồi anh cũng làm thành phố cũng khoảng 2 năm 2012. Dạ. Yeah. Công việc ở đây là công việc của anh là công việc hàng hóa, kinh doanh bên hàng hải. Dính cái chữ hàng hải tại vì bên em cũng liên quan tới đó. Nói chung là công ty anh vận chuyển hàng hóa hàng hải Bắc Trung Nam nội địa. Thì anh bên nhân viên kinh doanh, bên khai thác hàng mạng. Không có nói chuyện công ty nữa. Vô vấn đề là bây giờ sắp sửa mình cưới. Thí dụ có thể cưới nhau nè. Ở đâu? Ở Cần Duộc ba cho miếng đất nào chưa? Hay là ở đâu? Rồi mình như thế nào? Có hay là về Tuy Phước, Bình Định? Em có thích chiều quê ở không? Dạ, đối với em thì cái việc mà về quê thì nó liên quan tới công việc. Nếu ví dụ như về quê mà công việc nó tốt hơn ở thành phố thì em sẽ về. Nhưng nếu mà đánh đổi một công việc đang rất là tốt mà kiếm được cái mức thu nhập khá mà để về quê thì em sẽ không về. Tại vì quan niệm của em là khi mà đã đi làm ở xa rồi á thì nhất định là phải có vinh quang đem về cho ba mẹ. Chứ em không thích là đi làm xong rồi đi làm không được ấy, rồi quay về ba mẹ nuôi hay gì đó là em không thích. Dạ. Tính em hơi đàn ông chút xíu. Dạ. Không, em cá tính chứ không phải đàn ông. Còn anh thì anh dự định sau này ví dụ như có lập gia đình thì anh về quê hả? Không có em. Anh cũng làm và công tác ở thành phố. Thì tại vì quê nhà anh cũng gần thành phố lắm. Thì... anh có thể đưa em đi đưa về vẫn được. Cách thành phố khoảng có 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Yeah. Mà anh không tính dự định là sẽ có nhà ở thành phố à? Nếu có nhà càng tốt. Thì nếu mà có nhà ở thành phố thì cũng được. Nếu hai vợ chồng nếu mà công tác thành phố thì tích góp mình mua nhà ở thành phố mà làm. Dạ. Yeah. Nói thôi Cần Duộc đất lên dữ lắm. Sát bên thành phố. Ở Cần Duộc đi ngon lắm. Ở quê không khí trong lành em. Quê đâu mà quê Cần Duộc, giờ ở đâu vậy? Dạ em ở thị trấn à. Thị trấn Cần Duộc hả? Trao gió đất ơn xanh. Dạ. Lúc trước đó... anh có về anh quay chương trình Vượt Lên Chính Mình á. Đúng có... rồi. Dạ. Đất chỗ đó lên dữ lắm á. Ông già có mấy câu. Dạ biết mà. Không biết. Cần Duộc ngon đó. Quan trọng là Cần Duộc với thành phố á. Tương lai là gọi là về thành phố đó. Dạ. Còn về quan niệm con cái, em thích bé trai hay bé gái? Em thích cả hai. Trai thì cũng được mà gái thì cũng tốt thôi. Nhưng mà con gái thì em sẽ khuynh hướng là làm đẹp cho nó nhiều hơn. Tại vì em thích làm đẹp. Phụ nữ mà ai cũng thích làm đẹp. Yeah. Còn anh thích trai hay gái? Anh cũng như em vậy, trai gái đều được. Cũng là con mình hết, cũng yeah. Mình cũng yêu thương. Mà em thì mà giờ vấn đề nè, sau cái bữa nay là hẹn hò sao? Tuần gặp nhau mấy buổi? Ôi, sát bên nhau mà cũng nhất bảy sát bên. Nhưng mà tối bạn này về Long An, về Cần Duộc mà đi làm về Cần Duộc phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ phải tính coi sao? Hỏi ba, sẵn có ba đây nè, bộc lộ quan điểm đi rồi ba thông cảm cho. Thì bộc lộ quan điểm thì có thể nếu mà anh với em sẽ tìm hiểu thì lúc anh về thì dính chút ít thời gian.
Thực sự là công việc của em cũng khá là bận. Có đôi khi là em cũng chắc 10 giờ tới 11 giờ đêm em mới về tới nhà. Sớm lắm thì 8 giờ hoặc là cố gắng lắm thì 6 giờ. Nhưng mà thường cái thời gian mà 6 giờ thì rất là ít. Lúc trước anh cũng ở thành phố nữa, nhưng mà sau này công việc của anh rồi ở quận 7 thì nói chung là cũng gần nhà, về nhà ở chơi với ba mẹ, mình chăm lo ba mẹ với hạnh phúc hơn trong gia đình. Dạ. Nhưng mà anh có ngại khi mà ví dụ như người yêu anh có thời gian nó kín như vậy không? Tại vì không phải công việc của em không, mà em còn vừa phải học nâng cao lên để cho hỗ trợ không, cho công việc. Cái đó anh sẽ hiểu cho bạn của anh. Thì lúc của anh công việc anh cũng vậy. Có khi anh công việc anh khi mà gặp khách hàng thì khuya, cũng có khuya nữa. Thì phải cảm thông. Khi mà hai người quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau và hiểu cho nhau, chia sẻ cái công việc. Rồi, bây giờ là Hiếu đứng lên, đến gần bạn gái hơn. Cho con hỏi cái này xíu. Hai đứa đứng gần nhau rồi hỏi đi. Hai đứa nắm tay nhau. Dạ thôi, từ từ. Tiến từ tới từ gần nhau. Đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Giao lưu chút cảm xúc đi. Rồi hỏi gì hỏi đi. Em tính hỏi là anh có ngại khi mà em thích đi du lịch, với lại là rất là thích mua sắm làm đẹp. Anh thì cũng thích đi du lịch nữa, ăn uống nữa. Thì mua sắm làm đẹp đó là bản chất phụ nữ. Mua nhiều quá anh có cằn nhằn không? Em cứ quẹt thẻ hết đi, chừng nào hết thì anh mới cằn nhé. Rồi cảm xúc của Hiếu hiện nay như thế nào? Đối với người đối diện. Tay bạn nữ ấm áp quá. Còn tay ảnh hơi lạnh. Có chuẩn bị bài hát nào không? Dạ có, dạ, em có chuẩn bị cái một đoạn của bài hát. Cái lời bài hát này cũng như là anh muốn nói thay cho anh nói, nhưng mà anh có thể là anh hát không hay. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, cho anh. Xin lỗi, anh run quá. Nó là hát hay đọc vậy? Dạ em run quá. Bình tĩnh. Như thế thì nó run là đúng rồi. Dạ, em hát tặng anh trước đúng đi. Rồi, con hát tặng trước đi con. Con cũng không có gì để tặng ảnh nên là chắc con hát một đoạn. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn anh một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh một kiếp sống trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Đứa nào cũng rung đúng không? Anh thấy anh với em nói chung có rất là nhiều điểm tương đồng. Thì nếu mà em tin tưởng anh thì cho hai đứa mình cơ hội. Anh với em tìm hiểu nhau, nếu được thì mình sẽ... Chúng ta đã trò chuyện cũng rất lâu. Bây giờ chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm, kiểm tra tất cả những gì đã diễn ra, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động, chúng ta bấm nút. Không rung động, các bạn không cần bấm. Hãy dành nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. Chuẩn bị nghe. Sau 3 tiếng đếm sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em nói một chút xíu tại sao là không bấm. Dạ thật sự là anh Hiếu rất là dễ thương, nhưng mà tim con chưa có rung động. Chúng tôi trân trọng.